Trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên luôn thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức nhiều phong trào, mô hình, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, kịp thời nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội phản ánh đến cấp ủy, chính quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do mặt trận các cấp chủ trì phát động nhận được sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân. Nổi bật là cuộc vận động quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được 222 tỷ 922 triệu đồng, tăng 172 tỷ 922 triệu đồng so với nhiệm kỳ 2009-2014, đạt 445,84% nghị quyết của đại hội, hỗ trợ xây dựng 8.353 căn nhà đại đoàn kết, nhà theo quyết định 33 của chính phủ với số tiền 244 tỷ 334 triệu đồng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi ở từng địa bàn dân cư, hộ gia đình. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 251.511 trên 264.360 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 815 trên 847 ấp khóm khu đạt chuẩn văn hóa, 45 trên 89 xã được công nhận xã nông thôn mới, 7 phường thị trấn được công nhận phường thị trấn đô thị đạt văn minh. Thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt chỉ tiêu trước 2 năm. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện khá tốt, từng bước đi vào nề nếp. Nội dung thực hiện gắn kết chặt chẽ với những vấn đề đặt ra ở địa phương và người dân quan tâm. Qua đó đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp khắc phục kịp thời những hạn chế trong lãnh đạo, điều hành, tạo được niềm tin của nhân dân. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề trọng tâm. Vấn đề thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tập trung thực hiện tốt về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến một cách sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nắm chắc về tình hình ở trong nhân dân, phối hợp với chính quyền để tham mưu cho các ủy đảng kịp thời có những chủ trương giải pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân, chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận, không để phát sinh những điểm nóng phức tạp ở cơ sở ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các tổ thể tổ cần tiếp tục phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội 12 của đảng, nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống với những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa ở trong nội bộ, gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tiếp tục tuyên truyền giám sát việc thực hiện nghiêm về quy chế 04 ngày 6/6/2018 của tỉnh ủy về tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân ở trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long và chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ở trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương ở trên địa bàn của tỉnh. Vấn đề thứ hai, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ở trong nhân dân, đề xuất kiến nghị các giải pháp kiên quyết kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, dâm ô trẻ em, vi phạm trật tự an toàn giao thông, cho gia nặng lãi, phòng chống tham nhũng, nhất là tham nhũng quá, phòng chống băng nhóm xã hội đen nhân dân với những vấn đề gây bức xúc ở trong nhân dân hiện nay, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, thi đua nhân dân khéo, làm cho các cuộc vận động, các phong trào này trở thành hành động tự giác của cộng đồng, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
đổi mới công tác dân tộc, công tác tôn giáo không chỉ dừng lại ở các hoạt động xã hội mà phải thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình, giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc. Vấn đề thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường hướng dẫn nhân dân phát huy nhiều quyền làm chủ của mình để nâng cao hiệu quả về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định 2017-2018 của Bộ Chính trị, đồng thời tập trung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và các bộ đảng viên theo quy định 124 của Ban Bí thư, thực hiện nghiêm và quyết định 99 của Ban Bí thư và đã ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân ở trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến và tự chuyển hóa ở trong nội bộ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các cấp để thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội để phối hợp giải quyết có hiệu quả đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp tham gia giám sát, việc nâng cao trách nhiệm và hiệu quả về công tác dân vận chính quyền của cơ quan nhà nước ở các cấp, duy trì và triển khai thực hiện nghiêm pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của Chính phủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Vấn đề thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực ở trong nhân dân, tập trung củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ mặt trận theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đoàn kết thực chất và thống nhất cao ở trong cơ quan mặt trận các cấp, coi trọng kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên để đề cao về trách nhiệm của người đứng đầu ở các cơ quan đơn vị. Vấn đề thứ năm, chú trọng xây dựng cộng đồng dân cư tự quản ở khóm, ấp, tổ dân phố, hoạt động trên cơ sở quy chế phù hợp với pháp luật và phát huy sự mạnh và tích cực của các hình thức cộng đồng truyền thống về tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái, đồng thời uốn nắn những biểu hiện cục bộ lệch lạc, xóa dần tâm lý ỷ lại trong nhờ sự hỗ trợ của xã hội để nâng cao ý thức và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm xã hội để mỗi người dân thực hiện tốt quyền và trách nhiệm làm chủ của mình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phát huy và đồng thời là phát hiện và giới thiệu những công dân tiêu biểu thông qua các phong trào, các mô hình về phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội để nhân rộng. Trọng tâm hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc không chỉ là những đối tượng yếu thế ở trong xã hội mà còn là cái đội ngũ những doanh nhân, trí thức, những người có vai trò đầu tàu ở trong nền kinh tế của tỉnh Vĩnh Long. Đại hội Hiệp thương cử 94 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2019-2024. Ban thường trực có 8 vị và 5 vị phó chủ tịch không chuyên trách. Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.